Trong ngày đầu xuân năm Quý Mão 2023, mùng 1 Tết, đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh cùng nô nức đổ về các địa điểm di tích, đền chùa, hội quán để cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới. Tại di tích lịch sử văn hóa Lăng Lê Văn Duyệt, hay còn gọi là Lăng Ông Bà Chiểu ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ sáng mùng 1 Tết, ghi nhận dòng người khắp mọi nơi đổ về đây để du xuân, thắp hương trong khuôn viên và mộ tả quân Lê Văn Duyệt. Cùng hai bé đó ở chùa Lăng Ông, là năm mới đi chùa cầu bình an, cầu may mắn, làm ăn đời tốt đẹp, được cái sức khỏe, gia đình được hạnh phúc. Mùng 1 dẫn mấy đứa con đi Lăng Ông để cho mấy con biết về đảo quân Liên Việt, cho chúng hiểu gì lịch sử, với lại cầu mong là năm mới sẽ nhiều may mắn hơn, với lại sức khỏe và bình an cho mọi người trong gia đình. Việt Nam Quốc Tự trên đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong số địa điểm đi lễ chùa đầu năm không thể bỏ lỡ của người dân thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết đến xuân về, đặc biệt là vào ngày mùng 1 Tết. Bữa nay là ngày mùng 1 tháng Giêng, thì đầu năm thì mình muốn đi chùa để cầu phúc cho gia đình qua năm được tốt hơn, được vạn sự như ý. Mình đi với con gái đến Việt Nam Quốc Tự. Không khí hôm nay là rất là vui, đông người. Hôm nay mình cầu cho gia đình, ba mẹ được sống lâu trăm tuổi, được khỏe mạnh. Bản thân mình thì làm công việc thì mỗi ngày càng tốt hơn. Còn tại hội quán Hà Chương trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận trong ngày mùng 1 Tết có đông người dân khắp nơi đến đây, hòa vào không khí đi lễ đầu năm mới nhiều ý nghĩa. Nhiều người dân chọn thắp nhang vòng hay còn gọi là nhang khoanh treo lên không trung của trần nhà. Hình tròn của nhang khoanh tượng trưng cho sự đầy đủ, sung túc, dài lâu. Thắp khoanh vàng cho Quan Âm, cầu an cho gia đình ai cũng mạnh khỏe, làm ăn là phát đạt, rất là suôn sẻ, dồi dào sức khỏe.